Big Fan xin chào anh em. Hôm nay mình mang đến một thông tin rất hot, cực kỳ hot, là hot trend anh em ạ. Hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và cốt truyện rất ly kỳ và bí ẩn. Đó là bộ phim Black Adam. Câu chuyện kể về Black Adam, nhân vật có lai lịch đặc biệt. Trước khi trở thành một vị thần với siêu năng lực đặc biệt, anh ấy từng là một người bình thường. Trên đời này, không có điều gì là dễ dàng có được cả. Và quá trình trở thành thần của Black Adam cũng vô cùng vất vả. Anh ấy phải trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, từ việc bị bắt giữ đến tra tấn, thả xuống vực sâu thẳm. Điều kẻ ác muốn là anh ấy phải chết. Nhưng không ngờ rằng, đứa con trai nhỏ tuổi trong một lần chạm mặt với kẻ thù đã xả thân mình hy sinh để cứu cha. Cuộc đời Black Adam từ đây thay đổi. Tiếng súng nổ liên tục, trúng thẳng vào người, Black Adam bất tử, anh ấy không còn là một người bình thường nữa. Siêu năng lực đã bắt đầu hình thành, tia sáng xuyên thẳng lên không trung, lao thẳng xuống cho đất để tìm đáp án cho mọi chuyện đã xảy ra. Mục tiêu của anh ấy là trả thù kẻ đã giết con trai mình. Black Adam quay lại trái đất. Anh ta có thể bay xuyên qua những tòa tháp cao nhất trong thành phố, bay trên sa mạc cùng chiếc máy bay. Đi đến đâu, ánh mắt hung dữ như muốn giết chết tất cả để trả thù cho con trai, luôn theo Black Adam. Như thế, anh cũng trở thành đối tượng bị kẻ ác săn đuổi. Chúng tìm cách giết chết anh một lần nữa. Những cuộc chiến liên tục nổ ra, núi lửa phun trào, sóng thần ập đến liên miên. Thế giới đang đứng trước nguy cơ bị hủy hoại. Black Adam không phải là một kẻ xấu, anh là một người có hoàn cảnh xấu. Chứng kiến cảnh con trai chết trước mặt, đó là một điều tồi tệ nhất với một người cha. Nỗi ám ảnh đó sẽ dày vò anh mãi mãi. Thế nhưng, định mệnh đã lựa chọn anh. Anh chính là người đại diện thế giới này sẽ ra sao, có lẽ là do anh quyết định. Mọi sự việc diễn ra đều có nguyên nhân và kết quả. Bây giờ, anh ấy phải trải qua một thử thách đang được đặt ra. Một là, anh ấy trở thành kẻ hủy diệt thế giới. Hai là, anh ấy là anh hùng, cứu thế giới khỏi tay kẻ ác. Liệu anh ấy sẽ chọn như thế nào? Big Fan sẽ dừng video để đi tìm câu trả lời. Big Fan cảm ơn anh em đã dành thời gian xem video. Chúc anh em luôn vui vẻ và hạnh phúc.